trên sữa kỳ diệu. Mình sẽ vẽ một bức tranh. Cái gì vậy bà nội? Ai làm mùng giấy vẽ của Lizzy rồi? Ôi trời, ai không biết ta. Nào, nhớ cô dạy gì không? Khi cuộc đời ném cho ta một khó khăn thì ta phải biến nó thành động lực và lợi thế. Các em cần gì, cố sẵn sàng giúp. Cảm ơn cô đã dẫn đường chỉ lối. Không vẽ được trên giấy thì em sẽ vẽ trên sữa. Đổ sữa ra khay rồi nhỏ các giọt màu lên sữa, rồi dùng tăm bông nhúng nước rửa chén vào. Điều kỳ diệu nằm ở đây. Wow, tuyệt đẹp. Lý do bởi vì nước rửa chén phản ứng với phân tử chất béo có trong sữa khiến sữa chuyển động, kéo theo các màu sắc di chuyển pha trộn vào nhau tạo nên những họa tiết độc lạ. Thưa cô, đây là bức tranh vẽ trên sữa. Wow, đẹp quá. Còn tờ giấy này em tặng cô. Hay, Lý thì 10 điểm vì sự sáng tạo và tinh thần vượt khó. Hả? Chai sữa mình mua cho con nãy còn đây mà. Ôi trời ơi, mùi sữa. Rốt câu chuyện này là sao hả các em?